Các đối tượng mua ma túy và các phụ gia từ nước ngoài về, đóng gói trong những gói cà phê, trà thảo mộc, bao bì hấp dẫn, bắt mắt, mỗi gói trọng lượng 15g rồi mang đi tiêu thụ. Cục C04 xác định người điều hành đường dây là Nguyễn Thị Hoài, Hoài từng làm DJ ở nước ngoài và học được công thức pha chế ma túy nước vui. Hoài về nước tuyển mộ thêm người, bắt tay vào sản xuất hàng cấm nhằm kiếm lời. Trong đường dây, Nguyễn Thị Hoài giao nhiệm vụ pha trộn đóng gói ma túy cho Mạc Đức Vinh, 34 tuổi ở Hải Dương, Đào Hoàng Nam và Nguyễn Hưng Long, 35 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, còn việc giám sát được giao cho Thạch Hoàng Minh, 42 tuổi ở Trà Vinh và Võ Thị Quỳnh Trang, 26 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh phụ trách. Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, trong nửa năm, các đối tượng đã pha cà phê, đóng gói và xuất ra thị trường khoảng 750 kg ma túy nước vui. Thủ đoạn của các đối tượng là mua bán ma túy qua mạng xã hội, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, thuê các công ty vận chuyển đưa ma túy các loại phụ gia và bao bì đóng gói về Việt Nam, tập kết tại kho ở thành phố Hồ Chí Minh.